Một đoàn người dừng hai chiếc bè gỗ vượt sông, đột nhiên có đám đầu rết đuôi bọ cạp lao lên tấn công. Tuy nhiên chưa sơ múi được gì chúng đã bỏ chạy, bởi cảm nhận được sự đe dọa của một loài thủy quái. Quả nhiên có cái bóng khổng lồ dưới mặt nước đang lao đến, nó nhanh chóng tấn công phá nát một chiếc bè. Từng người một đã trở thành món điểm tâm, anh chàng này phải cố gắng nhịn thở, di chuyển tới một bộ rễ cây ẩn nấp mới may mắn thoát được cú táp toàn răng. Hụt miếng ngồi con quái vật ngay lập tức ngoi lên mặt nước, nó phá tan chiếc bè còn lại rồi tiếp tục cuộc săn. Một tràng đạn được xả xuống sông để đuổi con thủy quái đi chỗ khác, nhờ vậy mà các thành viên mới lên bờ an toàn. Tuy nhiên trước khi chuột rút con này vẫn cố chấp, nó lao lên đớp lấy một người rồi lặn không sủi tăm. Chuyện bắt đầu vào năm 1933, có cuộc khủng hoảng quét qua nước Mỹ, khiến hàng triệu người phải ra đường xin ăn vì thất nghiệp. Người dân chết đói chả ai ra rạp xem phim, ngành điện ảnh đóng băng khiến các diễn viên điều đứng. Trong cơn khốn khó, nữ diễn viên trẻ tên An đã nhận được lời mời béo bở, tay đạo diễn ca muốn cô ấy cùng tham gia một dự án. Chốt kèo xong, ông ta nhanh chóng cho đoàn ra khơi, hướng thẳng đến hòn đảo đầu lâu mong làm được một bộ phim để đời. Trên thuyền An gặp được chàng biên kịch tên Rách, qua vài câu trò chuyện cả hai đã nảy sinh tình cảm. Vậy là chẳng cần kịch bản, họ diễn luôn bộ phim 18 cộng Full HD. Con thuyền dần tiếp cận hòn đảo thần bí nhất trên thế giới, chưa từng có người văn minh nào đến đây bao giờ. Xung quanh hòn đảo chỉ toàn là sương mù và những bức tường đá, con tàu bị sóng đánh chao đảo va phải rặng đá ngầm, làm cho lớp vỏ sắt thủng lỗ chỗ. Trong khi các công nhân vất vả vồn để vá lại vỏ tàu, thì đạo diễn và đoàn làm phim đã lên một con thuyền nhỏ tiến hành bấm máy. Cả đoàn đắm chìm trong khung cảnh hùng vĩ thần bí nơi đây, không ai biết rằng hôm nay sẽ là ngày siêu kinh hoàng. Khoảnh khắc họ đặt chân lên hòn đảo cũng là lúc họ toát mồ hôi háng, vì xung quanh cửa hang ngổn ngang những bộ xương người, nơi đây có thể là địa điểm tổ chức hiến tế, hoặc nhà ăn của các sinh vật trên hòn đảo. Vậy nhưng trí tò mò bị kích thích nên cả nhóm vẫn quyết định tiến vào sâu hơn, quả nhiên là trên đảo này có một nền văn minh nào đó. Xung quanh toàn là giàn giáo được lắp ráp bằng tre lứa, người và cá đều bị xiên que chỉ còn lại cái xác khô. Mọi người chứng kiến cảnh ấy đều hoang mang lo sợ, đảo mắt nhìn quanh chỉ muốn chạy về nhà đóng mỉm. Đúng lúc này đạo diễn nhìn thấy một cô bé thổ dân, mắt toàn lòng trắng đứa trẻ vẫy tay xua đuổi đám người lạ mặt. Ca tỏ vẻ thân thiện lấy ra một thanh sô-cô-la trong túi làm quà lấy thảo, nhưng bất ngờ ông bị cô bé cào cấu cắn xé. Khó khăn lắm mới có thể thoát được thì lại thấy còn rất nhiều thổ dân, họ ẩn mình trong những hang đá gần đó. Bất ngờ anh cận bị một giáo xuyên qua ngực, nó là tín hiệu cho cuộc tấn công của bộ tộc da đỏ. Họ tràn tới từ khắp nơi điên cuồng và giận dữ, thêm một thành viên trong đoàn nữa bị họ cầm gậy gỗ đánh chết tại chỗ. Với số lượng áp đảo cả nhóm không thể phản kháng, ai nấy đều nghĩ trong đầu chuyến này chết chắc rồi, vì đám thổ dân đang lôi từng người ra hạ sát. Đúng vào lúc nguy cấp thì thuyền trưởng có mặt, anh ấy nổ súng tiêu diệt thằng hung hăng nhất bên phía kẻ địch. Đám thổ dân sợ hãi bỏ chạy toán loạn, mọi người nhờ đó mà may mắn sống sót lên tàu trở về. Thuyền trưởng hạ lệnh vứt tất cả đồ đạc không cần thiết xuống biển, để giảm trọng lượng giúp con thuyền thoát khỏi tình trạng mắc cạn. Không ngờ lúc này một thổ dân lại đột nhập lên tàu, và vô tình đánh rơi chiếc vòng cổ. Rách nhìn thấy thì có dự cảm không lành, anh ngay lập tức đi tìm An nhưng không còn kịp nữa, căn phòng lộn xộn không một bóng người, cô ấy đã bị đám thổ dân bắt trở lại đảo. Rách liền thuyết phục thuyền trưởng dừng thuyền, đồng thời cho các thành viên lên đảo cứu người. Phía bên này An đã bị các thổ dân mang ra chuẩn bị hiến tế, họ cùng nhảy những điệu như kiểu phê cần. Rách quyết liệt cùng các thuyền viên lấy vũ khí, sau đó xuống tàu nhỏ quay lại đảo cứu người mình yêu. An bị đám người thổ dân treo lên cao, cây cầu gỗ từ từ hạ xuống nối liền sang bên kia hòn đảo. Đây dường như là lễ hiến tế người cho một con quái vật nào đó. Quả nhiên một con quái thú khổng lồ xuất hiện, đó chính là khỉ đột King Kong trong truyền thuyết cổ xưa. Người dân trên đảo coi nó là vị thần bảo hộ, nên hàng năm đều hiến tế phụ nữ tỏ lòng biết ơn. Đúng lúc này quân lính trên tàu đã đến nơi, làm cho đám thổ dân sợ hãi rút chạy vào hang đá. Vậy nhưng King Kong đã kịp tóm lấy An giật khỏi dây trói, mặc cho cô nàng hét lên sợ hãi, nó vẫn mang theo chiến lợi phẩm mất hút trong rừng sâu. Chỉ có vị đạo diễn là chứng kiến được cảnh ấy, ông ta ra sức thuyết phục cả đoàn băng qua cây cầu tiếp tục hành trình. Việc cứu An chỉ là cái cớ, mục đích của ca là muốn quay hình con khỉ đột khổng lồ kia. Không bao lâu cả đoàn tiến vào khu rừng nguyên thủy, một con khủng long bất ngờ xông ra tấn công, đã có rất nhiều người vì thế mà bỏ mạng. Tay đạo diễn nằm nín thở dưới bụng con quái vật tiền sử, may mắn là không bị nó dẫm nát. Đúng lúc nguy cấp nhất thì anh da đen kịp thời nổ súng, một tràng kẹo đồng găm trúng mục tiêu khiến con khủng long lăn ra hẹo. Dù vừa mới thoát khỏi cửa tử nhưng tay đạo diễn vẫn còn tâm trí quay phim, ông ta vẫn ôm giấc mộng nổi tiếng để kiếm tiền hốt bạc. Trên một mỏm núi, King Kong đang phấn khích vì bắt được gái đẹp, nó liên tục vung tay như kiểu sóc lọ tương cà. An có cảm giác như long cái óc liên tục la hét, kinh hoàng hơn nữa bên dưới có rất nhiều xác chết cũng đeo vòng cổ như cô. Không cam chịu số phận, An tìm cách phản kháng, cô đâm vào tay khiến King Kong đau quá mà thả mình ra. Vừa tiếp đất cô ấy đã tìm đường thoát thân, nhưng ngay sau đó đã bị con quái vật tóm gọn. Đội của Rách đã đuổi tới nơi, King Kong thấy vậy liền mang cô gái bỏ chạy sâu vào trong rừng. Sáng hôm sau cả đoàn trèo lên đỉnh,
thì chỉ thấy chiếc vòng của An cùng những bộ xương người bị hiến tế. Khi nhìn thấy dấu chân con khỉ đột để lại, ai nấy đều sợ hãi vì nó quá đỗi siêu to khổng lồ. Nếu chạm mặt thứ này cơ hội sống sót gần như bằng không. Cả nhóm nghỉ ngơi bên cạnh một hồ nước, điểm danh thì thấy bốn người đã anh dũng hy sinh. Preston tầm này rén lắm rồi, anh ta không muốn đi cứu nữ diễn viên kia nữa, nên cùng với vài thành viên di chuyển về thuyền. Anh đạo diễn thì vẫn cố chấp muốn quay thêm nhiều cảnh, Jack nhất định phải cứu người yêu nên cả đoàn tách làm hai hướng. Cùng lúc đó King Kong đã đưa An về hang, nhân lúc nó không chú ý cô ấy đã bỏ chạy, nhưng chưa được xa đã bị cánh tay khổng lồ chặn đường. King Kong gầm gừ như muốn cảnh báo, mày còn chạy nữa là chết với tao. An cũng hiểu hoàn cảnh của mình, thôi thì đành nhảy múa bán tiếng cười đổi mạng. Không ngờ con vợ nhìn thấy lại tỏ vẻ sung sướng, bây giờ nó đã coi An như một món đồ chơi, liên tục dùng tay đẩy ngã cô ấy, rồi cười như đười ươi sóc lọ khoái chí. Cuối cùng An không chịu nổi nữa đánh nó vào tay, King Kong thấy đối phương bất hợp tác liền gầm lên tức giận, sau đó dỗi như đứa trẻ bỏ sang chỗ khác, nhân lúc đó An chạy vắt giò lên cổ tìm đường xuống núi. Phía của Jack đã cùng mọi người kết bè bơi qua sông, không ngờ rằng dưới nước có cả đàn thủy quái, cái bọn đầu rết đuôi bọ cạp bất ngờ lao lên tấn công. Chưa sơ múi được gì bọn chúng đã tháo chạy, bởi vì còn có thứ đáng sợ hơn đang tiến đến. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, thì dưới nước có cái bóng to lớn lao đến với tốc độ bàn thờ, chiếc bè nhanh chóng bị xé nát thành từng mảnh vụn. Jack đeo túi đạn nên bị sức nặng kéo chìm xuống dưới, một người cố sức ngoi lên mặt nước đã bị con thủy quái nuốt trọn. Jack phải cố nín thở di chuyển ra sau bộ rễ cây, mới may mắn thoát được cú táp của cái mồm to trà bá toàn răng nhọn hoắt. Con quái vật chuyển hướng lên mặt nước, mỗi lần lao lên nó lại có được một bữa điểm tâm. Tay đạo diễn lôi súng ra xả đạn, tuy nhiên con thủy quái vẫn lao đến tấn công làm chiếc bè tan rã. Cả đoàn người bị rơi xuống nước, con thủy quái vẫn há cái miệng lao tới điên cuồng. Một lần nữa ca bắn ra chẳng đạn, thành công xua đuổi con quái vật cho mọi người leo lên. Vừa đến bờ ông ta đã cầm máy quay tiếp, cảnh con thủy quái đớp một thành viên khiến lão vui sướng vô cùng. Sau khi ổn định tình hình họ bắt đầu cuộc hành trình chết chóc, cuối cùng cũng tìm thấy hang động của King Kong. Anh da đen liều mình đến cửa hang thám thính, thấy có động anh liền xả súng loạn xạ, đoàn người bên trên nghe vậy liền lập tức rút lui. Không ngờ làn mưa đạn đã kích động King Kong, nó lao tới tóm lấy anh da đen nhấc bổng lên trời. Tuy nhiên King Kong chỉ muốn cảnh cáo đám người xâm nhập, chứ không muốn bóp nát quả cam. Có điều anh da đen không hiểu chuyện rút súng ra, thế là bị nó ném một phát dính vào vách núi. Cả đoàn thấy vậy ngay lập tức khai hỏa. Hàng loạt đạn găm trúng mục tiêu mà như mũi đốt cột điện, rất nhanh sau đó con khỉ đột trở lên giận dữ, nó hất văng cái thân cây cùng đoàn người xuống vực thẳm. May mà bên dưới là lớp bùn nhão và có rất nhiều dây leo, bởi vậy bọn họ mới an toàn tiếp đất. An nghe tiếng la hét của mọi người liền chạy tới, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người, một con thằn lằn tắc kè cá sấu đang dùng bữa, cô nín thở từ từ lùi bước để tránh bị nó phát hiện. An không ngờ phía sau đã có ánh mắt đắm đuối đợi từ chiều, chẳng kịp nghĩ nhiều cô chọn kế thứ 36, chuồn là thượng sách. An chạy vào trốn trong một thân cây mục, vậy mà con quái vật cứ rút cái đầu vào đòi vét máng. Thế rồi đột nhiên nó bị kéo ra ngoài, con đồng loại lúc này cũng bỏ bạn đánh bài chuồn. Bên trong An bị con rết to tổ bố bò lên người, cô sợ hãi vùng lên chạy khỏi gốc cây, kết quả là phải đối mặt với khủng long bạo chúa. Dù thịt vẫn còn ngậm đầy mồm, con quái vật vẫn đuổi theo cô gái, đúng là sinh quá cũng là cái tội, những loài động vật có chim đều muốn chén. An chỉ còn cách là chạy tụt hết cả quần, lộn xuống đồi nằm nép mình sau một thân cây ẩn náu. Không ngờ chỗ cô đang nằm lại là một con hàng khác. Nó ghé mắt nhìn rồi tung ra cú đớp, dù trượt mục tiêu nhưng khiến An bị treo lơ lửng giữa ranh giới sống còn. May mà có King Kong kịp thời ứng cứu, nó đu người trên cây sút tung bùm con khủng long. Sau đó nó bay người đỡ lấy An, một tay giữ cô ấy còn một tay giao chiến với đối thủ. Đang trong tình thế bất lợi thì có một con khủng long khác lao đến, King Kong buộc lòng phải cho nó cắn để bảo vệ người đẹp. Chấp một tay King Kong phải chiến đấu với ba con quái vật, thế nhưng nó nhất quyết bảo vệ người thương. Những nhát cắn đau thấu tận xương khiến nó dần xuống sức, bị đám khủng long đẩy văng xuống vách đá. Thế nhưng King Kong đâu phải dạng vừa, nó cầm chân kéo đối thủ xuống trước. Con khủng long kia vẫn ngoan cố, trong tình thế nguy cấp liền dùng chiêu đồng quy vu tận. Cũng may anh khỉ kịp bám vào đám dây leo, mới có thể tránh được viễn cảnh tan xương nát thịt. Phía bên cạnh An rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi bún, con khủng long cứ há mồm rình rình đớp trộm, từng nhịp đẩy đưa nó lao đến muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng. Vào thời khắc ấy King Kong đã nhảy lên nắm lấy đuôi con khủng long. An thoát được vỏ dưa nhưng lại gặp vỏ dừa, cô nàng đậu ngay trên mõm một con khủng long khác, cú va chạm khiến cả hai rơi xuống đầm nước. Đúng lúc nguy cấp thì King Kong nhảy xuống, nó chống tay đứng hiên ngang như muốn khẳng định cô gái này là vợ của tao. Trước mặt người đẹp, King Kong như được tăng 100% công lực, nó đấm ngực rồi lao tới khóa mõm kẻ thù. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã thành công bẻ gãy hàm con khủng long, chàng ta ngửa mặt lên trời khẳng định bố mình vô đối. Sau khi vào sinh ra từ cùng nhau, mối quan hệ của King Kong và cô gái đã hòa hợp hơn trước. Bên dưới thung lũng có khá nhiều người trong đoàn đã đăng xuất khỏi cánh rừng, cuộn phim tâm huyết của anh đạo diễn cũng bị va đập vỡ nát.
Tưởng đâu kiếp nạn chỉ đến đây là chấm dứt, nhưng từ dưới lớp bùn lầy những con sên khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hết run rồi dế cứ nhảy bổ vào tấn công. Một thành viên leo lên vách núi liền bị con gì đó kéo vào hang, bên dưới đám sên cũng đang sâu xé anh chàng xấu số. Khi Jack đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng, thì có thanh niên trẻ cầm súng bắn nát người đám dế, thành công cứu sống ba thành viên còn sót lại. Đột nhiên đám yêu tinh nhện lại mò ra kiếm trác, tiếng súng vang lên mang lại hy vọng, thì ra anh chàng nhát gan kia đã trở lại cùng thuyền trưởng, kịp thời cứu sống ba người trong cơn thập tử nhất sinh. Phía bên này King Kong đã đưa cô gái về hang, An chân thành cảm ơn nó vì đã cứu mạng mình. Anh khỉ đột nhiên thay đổi tâm tính, cưng chiều cô gái còn hơn cả người yêu. Đoàn người lúc này đều đã nhụt chí muốn quay về, chỉ còn duy nhất một mình Jack kiên quyết phải cứu được An. Tay đạo diễn mắt sáng lên cùng dòng suy nghĩ, muốn dùng Jack để dụ con quái vật lông lá kia ra khỏi khu rừng. Ông ta muốn chuẩn bị sẵn bẫy để bắt King Kong, đây sẽ là chiến tích kinh điển lưu truyền hậu thế. Trời sẩm tối Jack đột nhập được vào hang ổ của King Kong, tranh thủ lúc nó ngủ say thì đánh thức người yêu dậy. Ấy vậy mà King Kong mũi thính hơn chó, ngửi thấy mùi nó bật dậy tung cú đấm, rung động khiến đám rơi bay khỏi hang, bọn nó cứ nhằm anh khỉ mà cào cấu cắn xé. Jack nhân cơ hội đó cùng An bỏ trốn, nhưng chưa kịp leo xuống thì bị một con rơi cắp bay đi. Sức nặng khiến con rơi dần phải hạ độ cao, Jack vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của nó rơi xuống nước, sau đó cùng với An chạy thẳng tới cây cầu. Thế nhưng tay đạo diễn vẫn không cho hạ cầu, ông ta nhất quyết phải đợi cho King Kong đuổi tới nơi. Thấy có kẻ dám bắt gái của mình đi khỉ đột nổi máu điên, nó nhảy một cái đã băng qua thung lũng. Vậy nhưng nó vừa phá cánh cổng thì rơi vào bẫy, các thành viên trong đoàn liên tục ném tới khí gây mê. An chứng kiến cảnh ấy thì đau lòng lắm, cô muốn quay lại ngăn cản nhưng bị Jack thúc giục xuống thuyền. King Kong thấy người đẹp khóc thì vùng lên mạnh mẽ, nó vùng vằng khiến các thủy thủ bị hất văng tứ phía. Các thành viên còn lại sợ hãi bỏ của chạy lấy người, lần lượt kéo nhau xuống thuyền nhỏ trở về tàu mẹ. King Kong đuổi theo ném vỡ một con thuyền, cho tới khi nhìn thấy An động tác của nó mới từ từ chậm lại. Đạo diễn nhân cơ hội ấy ném thẳng chai thuốc mê vào khuôn mặt đầy khả ái của anh khỉ, lượng thuốc quá lớn khiến nó đổ gục xuống, trước khi bất tỉnh vẫn cố mở lòng bàn tay để đón nàng thơ. Tên đạo diễn thành công mang quái vật khổng lồ về đất liền, hắn ngay lập tức mở cửa cho du khách mua vé tham quan. Lượng người đổ về mỗi ngày một đông, giúp cho ông ta nhét túi số tiền khổng lồ. King Kong bị trói chặt chẳng còn chút sức sống, gương mặt nó ủ rũ nhìn xuống đám người đang cười toét miệng. Đạo diễn muốn gia tăng sự kích thích, liền đưa một cô gái đến trước mặt King Kong. Nhìn dáng vẻ thì giống An đấy, nhưng lúc cô ta ngẩng mặt lên thì anh khỉ tức giận, dám mang tình yêu của tao ra làm trò đùa phải không? King Kong lên cơn điên phá bỏ xiềng xích, ai nấy đều hoảng hốt hền vứt dép mà chạy. Khỉ đột sau khi ra khỏi nơi giam cầm thì thấy cảnh tượng vô cùng lạ lẫm, cảm giác bất an khiến nó chạy khắp nơi phá phách. Nó bắt từng người lên xem mặt để tìm bạn gái, cho tới khi nhìn thấy Jack thì ngay lập tức đuổi theo. Thành phố trong phút chốc rơi vào hỗn loạn, những vụ tai nạn liên hoàn xảy ra. Đúng lúc đó An xuất hiện trong chiếc váy xinh, King Kong ngay lập tức bình tĩnh lại, nó nhẹ nhàng nhấc An lên mang tới công viên. Khung cảnh lãng mạn đã bị phá hỏng khi quân đội đến, bọn họ tấn công khiến King Kong phải mang An chạy trốn trên nóc các tòa nhà. Rồi cứ thế anh khỉ đột đưa nàng lên đỉnh, nơi nó nghĩ rằng sẽ mang lại an toàn cho người đẹp. Vậy nhưng 6 chiếc phi cơ đã được điều động, bình minh vừa nó dạng thì hàng loạt đạn được xả ra. King Kong bị thương tí thì rơi xuống dưới, nhưng nó vẫn cố sức bám vào tường trèo lên đỉnh tháp. King Kong ngồi uy nghi giữa khoảng không, nó vỗ ngực như thể hiện uy nghiêm của kẻ thống trị rừng xanh, dù có chết cũng không bao giờ khuất phục. King Kong dùng thân mình che chắn đạn cho người thương, cuối cùng nó cũng không chịu được nữa, chỉ đành bất lực nhìn cô gái bám lấy tay mình bật khóc nức nở. Và rồi King Kong rơi tự do từ độ cao hàng trăm mét, nó đã hy sinh thân mình để bảo vệ An. Tình cảm của King Kong đơn giản vậy đấy, ghét thì đập mà yêu thì sẵn sàng đánh đổi tính mạng, chứ không lọc lừa khó đoán như loài người chúng ta. Bạn có cảm nhận gì về bộ phim thì nhớ để dưới phần bình luận nhé. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.